Số 131 nha các bạn. Số 131. Chị buồn với anh em nào bình luận hai số nha. Số 131. Bây giờ mình sẽ đi tìm anh em nào mà có số 131 nha. Hình như là không có anh em nào mà có số 131 hết. Bây giờ mình sẽ tìm số 130 thử nha. Cũng không có 130 luôn các bạn ơi. Bây giờ mình tăng lên một số thử nha, 132. Cũng không có 132 luôn. Bây giờ chắc mình thử lại nha mấy bạn, mình phải quay lại nha. Bây giờ không có 131, không có 132, cũng không có 130 luôn. Thì chắc là mình sẽ quay lại. Đó. Anh em chờ tí nha, nó đang quay. Số 34 nha, số 34 anh em nào mà hai số thì hy vọng nha. Có một bạn trúng rồi nha, top số 34 đúng luôn nha. Đó, như các bạn thấy thì ở đây mình quay được số 34 đây, thì chúng bạn ngang ngang rồi nha. Đó. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đó, thì mấy bạn nào mà ủng hộ mình thì cố gắng là tiếp tục ủng hộ mình, tại vì sau này mình sẽ làm nhiều cái clip quay như vậy. Đó, mạng nó hơi chập chờn tí. Thì bạn ngang ngang cố gắng liên hệ với mình nha, số 34 đây. Bạn ngang ngang số 34. Fan TikTok đã thực hiện đủ các bước nha. Đây là mình đã check cái Facebook của bạn rồi, mình đã check hết tất cả rồi. Bạn này thực hiện đủ. Và ok, thì cảm ơn anh em đã xem.